mắt của anh thì là 222, hai con ngươi của bác nhá thì đã bị là trắng xóa đi là một chút rồi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với thức phim mới trên kênh Bản Em. Thưa bác, ở bên này thì là cái một cái ngôi nhà và có một cái ông ạ, có một cái có một người anh mà phải nói là bị mù, bị mù rồi cô bác này, nhưng mà vẫn rất là giỏi, làm những công việc gì thì cũng khá làm được. Và hôm nay đặc biệt thì cháu Lực nhìn thấy là anh đang đi xe này cô bác này. Biết là anh chuẩn bị đi đâu đây. Ôi. Được không đấy anh? Đi dưới một tí. Anh chuẩn bị đi đâu đấy? Hả? Anh chuẩn bị đi đâu đấy? Đi quán chứ. Nhưng mà anh chuẩn bị đi đâu đấy? Chuẩn bị đi quán. À, đi quán à? Vâng. Anh đi mua gì à? Đi hỏi hỏi người ta lấy tiền tí. À, thế là người ta nợ tiền anh hay như nào không? Sáng nay vừa đi hồ làm thì nó còn chưa cho tiền đâu. À, vâng. Vừa bây giờ thì không biết là anh có nhận ra em không? Hả? Anh có nhận ra em không? Có chứ. Có à? Vâng. Đây, bây giờ thì em đang ghi hình một chút này thì thấy là cũng khá là tò mò ấy, về cái đôi mắt của anh ấy. Thấy sau khi mà nhìn thấy anh bị bù thế này anh vẫn còn đi được xe rất là giỏi. Lấy chân sự nhắm đường vừa nhắm vừa đi chứ. À. Đây là hai bác của anh đúng không? Đây á. Vâng, đây là bố này, phải không anh? Đúng rồi. À, đây là bố, còn đây là mẹ này. Vâng, đúng rồi. À. Thế thì xe này là anh cho người ta thiết kế à anh? Vâng. Xe này mua bao tiền anh con xe này? 2 triệu 6. Ồ, xe này mua 2 triệu 6. Vâng. Nhưng mà thấy lên là độ là thành 3 bánh rồi các bác này. Vâng. Thế anh thì là bây giờ chỉ có gọi là đi được là 3 bánh thôi. Vâng. Nhưng mà phanh trước phanh sau thì liệu có đầy đủ không anh? Phanh sau thì nó không ăn thì cắt ra rồi. Rồi. Bây giờ chỉ có dùng phanh trước rồi. Thế là chỉ có dùng mỗi phanh trước thôi? Vâng. Rồi. Phanh trước nó là không an toàn bao nhiêu mà. Rồi, đây này. Cái phanh sau thì là anh cắt ra mất rồi cô bác ạ. Vâng. Anh đi từ đây xuống xá thì độ tầm là mất tầm bao nhiêu phút đây? 2 phút, 3 phút như thế rồi. Đi từ nhanh đấy. Vừa lấy chân vừa nhắm vừa đi thì vẫn nhanh một tí. À, thế thì bây giờ anh có vội không? Không. À, nếu mà anh vội thì để anh đi trước ấy. Nếu mà này là anh không ngồi được lên yên xe đâu à, chỉ ngồi được ở cổ đây thôi nhỉ? Chỉ có ngồi cổ đây thì chân mới sửa được đến đường thôi. À. Nếu mà ghế nó cao quá thì chân của mình ngắn lắm thì không nhắm đường được. À. Không nhắm vào đường được. Anh thì giới thiệu một chút cô bác à, là anh Tiến. Anh là bị mù từ lúc mà nhỏ rồi anh nhỉ? Vâng. Đấy, bị mù từ nhỏ nhưng mà em chắc là bị kiểu là bị mờ đó cô bác này. Như các bác nhìn thấy mắt của anh này, mắt của anh thì là anh có thể mở to mắt ra được không? Có. Đấy. Mắt của anh thì là 222, hai con ngươi cô bác nhá thì đã bị là trắng xóa đi là một chút rồi. Vâng. Vợ của anh là hôm nay là đi làm tận đâu? Làm nhà trứng đen đi. À, đi xuống đi làm nhà cái kia. Vâng. Nhưng mà anh là vẫn có vợ cô bác nhá. Vợ anh thì cũng không có được là may mắn, là cũng bị là thiểu năng trí tuệ cô bác, không có được minh mẫn. Vợ anh thì không biết về tiền bạc như này, chỉ có lại anh thôi. Thế là bây giờ anh đi xuống lấy tiền à? Vâng, đi xuống lấy tiền. Vâng, thế bây giờ em đồng hành cùng anh đi được không nhỉ? Có. Vâng, thế em anh đi sau nhá, để em đi trước nhé. Vâng. Em đi trước
Vâng, em vừa ra đến đây mà. Thế mà em ra. Thế mà em đi vào nhà em thì hay là đến hồ sáng này. Không, em vừa lên trên hồ sáng về rồi. À, thấy anh là vâng. Nhà của anh thì chắc là cũng vào là mấy lần rồi cô bác. Nhà của anh thì khá là nhỏ, cùng với lại là ông bà, thêm với lại là một người vợ nữa. Thế bây giờ anh nhìn nổi thế nào anh? Anh thử đi thôi. Anh đi bình tĩnh anh nhá. Anh đi bình tĩnh anh nhá. Đi xa xa một tí, đi nhanh nhanh lên em. Rồi đi chậm chậm lại thôi. Đấy, nhìn anh đi. Rồi đi chậm chậm lại thôi. Lúc nào anh bảo đi nhanh. Đấy, anh đi đi rất là siêu đúng không bác này. Và nhưng mà đi xe thì không biết là cậu anh cũng để được chân lên này. Xe này thì xe ba bánh thì để được chân lên thoải mái. Ui, thanh niên kia có vẻ như là đem gấu đi tặng người yêu sao ấy. Ôi, đi chậm chậm thôi em ơi, lắc quá. Rồi, đi chậm chậm lại một tí, đợi anh một tí, để dừng đi, đợi anh qua cái chỗ đoạn này đã. Đi xuống một đoạn đó. Cái đoạn này thì là đi hơi khó một chút, rồi dừng đi. Cái đoạn này thì là hơi đi hơi khó một chút rồi cô bác này. Thử đồng hành cùng anh xem là hôm nay là anh sẽ đi đâu rồi. Nhiều quá. Là một cái nghị lực mà rất là phi thường các bác ạ. Anh đi xe là không cần mú gì luôn. Như này thì nếu mà gặp công an thì không biết là gặp công an thì không biết là liệu là có bị bắt không các bác. Đoạn này đi em một tí. Sợ là anh ấy lao xuống. Xe của anh thì chỉ có một phanh đâu các bác ạ. Chắc anh chỉ đi được toàn số 1 thôi. Dưới này thì hùm rất là sâu này này. Này mà anh đi không cẩn thận là đi xuống này thì cũng rất là ghê. Xe thì là anh ấy độ lên thành là 3 bánh. Anh ấy bảo là đi 2 phút nhưng mà thấy là cũng đi lâu rồi đấy. Từ dưới kia, từ trên kia xuống thì đâu đó tầm độ được 3-4 phút rồi. Này thì gặp xe của người khác thì không biết là anh có né không được không. Tự dưng thấy anh đi nhanh quá. Rồi đi từ từ thôi em, để xem anh đi nào. Rồi à, phải nói là đây là một người mà phải nói là nghị lực rất là phi thường của bác này. Nhưng mà không biết là anh có bị ngã xe lần nào không, cái đấy thì cho Lực chưa hỏi. Những chỗ nào mà dốc thì mình nên đi nhanh hơn đấy em ạ. Tại vì là xe của anh thì không phanh là trước là không ăn. Rồi đi từ thôi. Đoạn đi từ thôi để anh xuống thế nào. Lại rồi. Rồi đi rồi. Rồi đi từ là được. Anh thì chắc là nhìn được đường một chút của bác ạ. Đấy, dùng đôi chân để mà cảm nhận được. Cảm nhận đi thôi. Đấy, hàng tháng thì vợ chồng của anh thì cũng được là bên bên chính quyền ấy, người ta có hỗ trợ là tiền ăn ấy. Đoạn này thì thấy là anh ấy đi được không dùng chân để mà chống nữa đoạn này ấy. Đấy, chỗ nào mà anh ấy không cảm nhận được thì anh ấy vẫn dùng chân để mà soi đường.
Xe này thì là xe gem các bác ạ, nhưng mà gem gem tàu. Nhưng mà anh ấy gặp người là anh vẫn biết né các bác nhá. Gặp người là anh né rất là xa. Thấy anh không biết là đi bộ có vất vả thế không, nhưng thấy anh đi xe là khá là vất vả đấy mà. Anh ấy đi dưới đường luôn. Thế này thì nếu mà gặp những người nào mà phi xe nhanh ấy, thì anh không né kịp đâu. Đấy, đoạn này thì anh ấy lại dựng được chân lên rồi các bác này. Đoạn này thì có vẻ như anh ấy đi được rồi. Đường này thì anh ấy đi quen, thành ra là đi tốt của bác ạ. Này thì trời nắng thì đi mới được thôi, còn nếu mà trời mưa thì cháu Lực nghĩ rằng là anh sẽ không có đi được đâu. Đấy, đi từ từ thôi em, để cho để nhìn anh nào. Táp ra một phía đi, xong rồi để anh đi trước. Đấy, rồi đi gọn gọn vào xong để anh đi trước. Từ từ anh. Rồi, từ từ anh. Này, tí nữa phải kẹp. Rồi, anh đi. Này, tí nữa anh đâm vào xe. Rồi anh, đi rồi anh, đi rồi anh. Thoải mái rồi. Rồi, từ từ anh. Rồi anh, rồi. Rồi, đi thoải mái anh. Rồi, đi vào tường quá, tả ly quá rồi anh. Đấy, vừa rồi là cái đoạn này là anh đi là tí nữa không phải đi xe của bác ạ. Ra những cái đoạn này thì nhìn thấy anh đi là khó hơn. Xe ba bánh thì biển số thì không thấy đâu nữa rồi. Đi thì trước thì cháu Lực vẫn thấy là biển số, nhưng mà bây giờ không nhìn thấy biển số đâu nữa rồi. Hôm nay thì đồng hành cùng anh là cái chuyến đường của anh ấy đi xuống cái xá xem là đi như thế nào. Một cái thước phim mà muốn ghi hình cho các bác xem được rằng là một cái nghị lực mà phải nói là rất là lớn. Đấy, mặc dù là đã bị mắt là bị khiếm thị các bác nhé. Nhìn đấy là không có được là nhiều đâu, nhưng mà anh là vẫn còn đi được xe máy. Đoạn này thì anh ấy gác chân được lên. Bánh xe của anh thì đảo quá. Cái này nếu mà có con xe nào mà người ta chế từ nhà sản xuất ra thì chắc là đi tốt hơn. Nhưng mà xe này thì anh ấy tự chế. Xe của anh đi bốc rất là nhiều khói. Có những đoạn thì thấy là anh ấy gác chân được lên. Còn những cái đoạn thì anh phải là đi đường là phải cảm nhận được bằng chân rồi. Ôi, anh ra bên này tí. Hả? À. Đấy là xe máy của anh là để đây thôi à? Vâng. Rồi. Đấy, xuống dưới thì khó khăn lắm. À, dưới này đi không được đâu đúng không? Đi thì mà vẫn đi được thì họ người ta đào thì đi khó lắm. À, với người ta đào đường thì là trơn đúng không? Vâng. Ôi, vẫn có chìa khóa anh? Có chứ. À đâu, xem chìa khóa nào. À đây, chìa khóa là đây này các bác này. Rồi, em gửi lại anh này. Đấy. Đây, em gửi lại anh, đấy, thấy không anh? Vâng. Đây. Nhưng mà anh công nhận là đi được xe là vẫn còn rất là siêu bác này. Vâng, xe này thì là chế này. Có xe này thì có cả số tiến và số lùi nữa. Rồi anh ấy đi thì cũng là đi khá là chậm chạp này. Rồi bây giờ thì anh ấy đi xuống ấy là đi công việc của anh thì cháu được xin phép là không có ghi hình nữa các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các bác.
Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhé. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò, nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Thì có lời cho các bác các chị. Thì ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, các chị liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị, các em các chị gần nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác, xin cảm ơn.